bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa từ sơ phát tâm cho đến khi an tọa tòa bồ đề mầu nhiệm ở khoảng giữa nếu có các loại hữu tình vô cớ mắng nhiếc khinh miệt lăng nhục cho đến phân xẻ từng bộ phận của cơ thể khi ấy bồ tát hoàn toàn không sân giận chỉ nghĩ thế này các hữu tình này thật đáng thương xót bị độc phiền não nhiễu loạn thân tâm chẳng được tự tại không nơi nương tựa không người cứu giúp nghèo khổ bức bách ta nên bố thí cho họ theo nhu cầu chẳng nên đối với họ có sự bòn xẻn nối tiếc, luôn nghĩ thế này, tất cả hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y phục, cần hương hoa cho hương hoa, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần đèn đuốc cho đèn đuốc, cần vàng cho vàng, cần bạc cho bạc, cần mạc ni cho mạc ni cần chân châu cho chân châu, cần Phạ lưu ly li cho Phạ lưu ly, li. cần mạc la yết đa cho mạc la yết đa, cần loa bối cho la bối, cần bích ngọc cho bích ngọc, cần san hô cho san hô, cần thạch tạng cho thạch tạng, cần kim cương cho kim cương, cần đế thanh cho đế thanh, cần các đồ báu khác cho các đồ báu khác, cần thuốc men cho thuốc men, cần lúa gạo cho lúa gạo, cần đồ dùng cho đồ dùng tùy theo nhu cầu đều cho đủ hết. Lại đem thiện căn bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô sở đắc làm phương tiện Khi hồi hướng quả đại bồ đề như thế Xa lìa ba tâm Đó là ai hồi hướng Hồi hướng để làm gì Hồi hướng về chỗ nào Ba tâm như thế vĩnh viễn không khỏi Thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh giới ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa từ khi sơ phát tâm cho đến lúc an tọa tòa bồ đề mầu nhiệm ở khoảng giữa thậm chí vì lý do cứu mạng sống cho mình Đối với các hữu tình không bao giờ giết hại sanh mạng sống hoặc làm tổn hại các bộ phận trên cơ thể chúng, cũng thường đối với chúng xa lìa trộm cướp, xa lìa dâm dục tà hạnh, xa lìa lời nói hư dối, xa lìa lời nói thô ác, xa lìa lời nói ly gián, xa lìa lời nói hỗn tạp, xa lìa tham dục, xa lìa sân giận, xa lìa tà kiến. Khi Bồ Tát tu tịnh giới như thế, chẳng cầu bậc thanh văn độc giác, đem thiện căn này cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột lấy vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về chỗ nào ba tâm như thế vĩnh viễn không khỏi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh giới ba la mật đa